bởi vì da mình trước đây ấy, những cái thâm nám ở bên hai bên má rất là nhiều, nói chung là mặt nó đen kịt ấy. Đi đâu mình cũng cảm thấy là rất là tự ti và phải trang điểm rất là nhiều lần mỗi khi đi ra ngoài. Qua bạn bè giới thiệu thì mình được biết đến là Estlatic. Khi mình đến khám ở đây thì được bác sĩ rất là nhiệt tình, tận tâm. Và đặc biệt là ở đây có bác sĩ Nghị với hơn 30 năm kinh nghiệm. Một điều mình cảm thấy rất là đặc biệt ở đây đó là khi thăm khám và điều trị thì bác sĩ không có nói là 3-4 buổi như các nơi khác là sạch nám đâu. Mà bác có giải thích là bệnh nám này nó như là một cái bệnh lý đặc khá là đặc biệt nên là mình cần phải trị tận gốc và phải thật kiên trì nữa. Một số cái phương pháp ấy thì họ chỉ điều trị là ở trên cái bề mặt da thôi mà không trị tận gốc. Đó là lý do mà khiến nám tái trở lại rất là nhanh chóng. Bây giờ thì mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều khi giao tiếp với lại mọi người, đi làm thì công việc cũng là hiệu quả hơn, thuận lợi hơn. Chị em nào mà đang gặp cái tình trạng mà nám như của mình nhá, thì cũng đừng có vội tin hay là nghe những cái quảng cáo mà không có căn cứ đó, mà mọi người hãy còn tìm hiểu thật kỹ cái phương pháp bác sĩ, tay nghề bác sĩ như thế nào, và đặc biệt đó là cái số lượng người mà mọi người đã chữa trị thành công.